Xin chào và cảm ơn các bạn đã trở lại với bản tin phân tích thị trường KTV ngày 19 tháng 9 năm 2022. Bản tin hôm nay, sự sụp đổ của Bitcoin. Ethereum tiếp tục khi lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ vượt qua mức cao nhất trong tháng 6. Các chỉ báo kỹ thuật và trực tuyến cũng cho thấy Bitcoin và Ethereum sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian còn lại của năm 2022. Bitcoin, BTC và mã thông báo gốc của Ethereum, Ether, ETH đã bắt đầu một tuần đầy trầm cảm khi các nhà đầu tư chuẩn bị tinh thần trước một loạt các quyết định tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Anh. Giá Bitcoin không giữ được 20.000 đô la vào ngày 19 tháng 9, giá của BTC đã không thể lấy lại vùng hỗ trợ tâm lý 20.000 đô la. Cặp BTC USD giảm 6,5% xuống còn khoảng 18,250 đô la, trong khi ETH giảm 4% xuống khoảng 1,280 đô la. Hiệu suất ảm đạm của họ xuất hiện là một phần của sự sụt giảm rộng hơn bắt đầu vào giữa tháng 8. Trong đó BTC và ETH xóa sổ tổng cộng 28% và 37% so với định giá thị trường của chúng tương ứng. Sắp tới một đợt tăng lãi suất toàn cầu 500 bit trên giây. Tuần này, Fed và một số đồng nghiệp toàn cầu sẽ có khả năng tấn công lạm phát đang gia tăng bằng cách tăng thêm lãi suất. Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cùng với Riksbank của Thụy Điển, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Norges của Na Uy, Ngân hàng Anh và các ngân hàng khác sẽ tăng lãi suất cho vay lên tổng cộng 500 điểm cơ bản, tương đương 5%. Các tài sản rủi ro hơn của thị trường đã phản ứng tiêu cực với các cuộc họp chính sách sắp tới. Tuần trước, chỉ số chứng khoán toàn cầu hàng đầu của MSCI ACWI kết hợp các cổ phiếu thị trường phát triển và mới nổi đã giảm 4,25% xuống gần 84 đô la Mỹ. Vào thời điểm cao nhất, chỉ số này được giao dịch với giá 107,39 đô la vào tháng 11 năm 2021. Điều thú vị là Bitcoin và Ethereum đạt đỉnh trong cùng tháng ở lần lượt là 69.000 đô la và 4.950 đô la. Do đó, mối tương quan ngày càng tăng này so với triển vọng tăng lãi suất toàn cầu có thể tiếp tục gây áp lực cho BTC và ETH thấp hơn bất chấp các câu chuyện định hướng tăng trưởng của chúng. Thay vào đó, các nhà đầu tư có thể tìm kiếm sự an toàn trong các tài sản ít biến động bao gồm đồng đô la Mỹ và trái phiếu chính phủ. Ví dụ, chỉ số đô la Mỹ, một phong vũ biểu để đo sức mạnh của đồng bạc xanh, đã tăng 0,5% lên 110 vào ngày 19 tháng 9 sau khi đóng cửa hàng tuần cao nhất kể từ năm 2002. Tương tự, trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 6 tháng có lợi suất 3,79% nếu được giữ cho đến khi đáo hạn. Do đó, cung cấp cho các nhà đầu tư một giải pháp đầu tư thay thế an toàn hơn với lợi nhuận đảm bảo trong ngắn hạn. Tương tự, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ đã vượt qua mức cao nhất trong tháng 6 khi Bitcoin giảm xuống mức thấp hàng các tín phiếu có thời hạn ngắn hơn và dài hơn khác mang lại lợi nhuận. Tương tự, Bitcoin lên 14 đô la Mỹ ca, 15 đô la Mỹ ca, Ethereum lên 750 đô la Mỹ tiếp theo. Sự kết hợp giữa các chỉ báo kỹ thuật và chuỗi trực tuyến tiếp tục gợi ý về một đợt giảm giá sắp xảy ra trên thị trường Bitcoin và Ethereum. Đầu tiên, giải độ tuổi đầu ra Bitcoin đã chi tiêu 7 đến 10 năm, theo dõi số BTC đã chi tiêu và gói chúng thành các danh mục tùy thuộc vào độ tuổi của chúng, cho thấy sự chuyển động của hơn 5.000 BTC vào ngày 4 tháng 9. Macdi gạch dưới D, một người dùng tại nền tảng phân tích chuỗi CryptoKen, lập luận rằng đây thường là tin xấu đối với giá Bitcoin. Nếu chủ sở hữu đã nắm giữ BTC trong năm thứ 7, di chuyển hơn 5.000 BTC, có thể có một xu hướng giảm mạnh trong tương lai, người dùng đã xác minh viết nhấn mạnh. Chỉ báo này cho thấy tín hiệu 7 trong quá khứ và đã giảm 6 lần ngoại trừ một ngày 7 tháng 2 năm 2021. Thực tế là người nắm giữ dài hạn đã di chuyển BTC có nghĩa là sẽ có một biến động giá bất thường.
Trong tương lai, người dùng cũng đánh dấu sự gia tăng gần đây trong sự thống trị của Ether lên hơn 20%. Lưu ý rằng nó thường gợi ý về một bong bóng sắp nổ. Trích đoạn khi BTC chỉ đơn giản là ngang, sự gia tăng quá mức của Ethereum sẽ tạo ra bong bóng. Đặc biệt nếu sự thống trị của ETH tăng hơn 20%. Nó mang lại thời điểm tốt để tham gia vào vị thế bán. Từ quan điểm kỹ thuật, Bitcoin đã bước vào giai đoạn phân tích của mô hình cờ gấu phổ biến của nó. Hiện đang chú ý đến sự sụt giảm kéo dài đối với mục tiêu lợi nhuận của lá cờ ở mức khoảng $14,500 vào năm 2022. Trong khi đó, Ether cũng đã thoát ra khỏi tam giác đối xứng. Do đó, giá ETH có thể giảm xuống $750 nếu mô hình tiếp tục giảm giá diễn ra cùng với các chỉ số kỹ thuật suy yếu cho cặp ETH-BTC. Nói cách khác, sự sụt giảm giá 40% ETH sẽ xảy ra trước cuối năm nay. Các quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của KTV. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro, bạn nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.